Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Arsenal đang trải qua một mùa giải đầy thăng trầm. Theo đó, phong độ không ổn định khiến pháo thủ thành London gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến giành lấy một vị trí trong top 4 Premier League. Ở trận đấu vừa kết thúc, sự thiếu tập trung đầu trận đã khiến Arsenal phải trả giá đắt. Bàn thắng duy nhất của Raheem Sterling ở phút thứ 2 đã kết liễu pháo thủ ngay tại thánh địa Emirates. Arsenal tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10 sau thất bại này. Đáng chú ý, thống kê từ trang Opta chỉ ra rằng Arsenal đã có 4 trận thua liên tiếp trước Man City tại Premier League mà không ghi được bàn thắng nào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal không thể ghi bàn vào lưới một đối thủ trong 4 trận đấu liên tiếp trên sân nhà tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù. Rõ ràng, đây là một thành tích rất đáng xấu hổ của thầy trò Mikel Arteta. Họ đang thực sự thiếu bản lĩnh ở một đội bóng lớn. Martin Odegaard chuyển đến Emirates từ Real Madrid vào ngày 27 tháng 1 và đã gây ấn tượng trong những lần ra sân gần đây. Cầu thủ 22 tuổi này cần thời gian để thích nghi với môi trường Premier League. Dù vậy, Mikel Arteta vẫn cho Odegaard đá chính trong 2 trận đấu gần nhất của Arsenal ở vai trò số 10. Ngôi sao người Na Uy cho thấy khả năng tìm kiếm khoảng trống và tung ra những đường truyền quan trọng. Và một điều nữa khiến Arteta rất ấn tượng với Odegaard chính là tố chất thủ lĩnh. Martin là một thủ lĩnh trẻ tuổi. Trên sân cỏ, cậu ấy đã thể hiện rất nhiều bản lĩnh và sự thông minh. Đó là những đặc điểm mà một thủ lĩnh cần phải có. Cậu ấy mới ở đây một thời gian rất ngắn nhưng đã thích nghi rất nhanh. Martin ngày càng nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ và các nhân viên. Tiếng nói của cậu ấy đối với đội bóng cũng sẽ tăng lên theo từng tuần. Chúng tôi có Martin trong vài tháng từ Real Madrid và trước hết, chúng tôi phải tối đa hóa thời gian này với cậu ấy để cố gắng mang đến cho đội bóng tất cả những phẩm chất mà cậu ấy có. Vào cuối mùa giải, chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và quyết định xem chúng tôi có thể phát triển mối quan hệ đến đâu. Hiện tại, điều đó không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Mùa đông vừa rồi, Arsenal đã hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng chủ yếu huấn luyện viên Mikel Arteta chỉ tiến hành thanh lý đội hình. Và hiện tại, pháo thủ đã bước đầu có những toan tính cho việc mua sắm trong mùa hè tới. Arsenal hiện đang có kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Martin Cesciano của Inter Milan. Trước đó, Cesciano chuyển đến Serie A từ Nacional trong phiên chợ đông năm 2020 thông qua một thương vụ trị giá 2 triệu bảng. Tại Uruguay, Cesciano đã thể hiện được đẳng cấp của bản thân khi ghi 5 bàn sau 9 trận. Nhưng tính đến nay, anh vẫn chưa có được trận ra mắt tại Serie A cho Inter. Tất nhiên, việc không được thi đấu thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Cesciano và anh hoàn toàn có lý do để suy nghĩ về chuyện rời đi. Với Cesciano, Arsenal dự kiến sẽ không thể mua anh với giá chỉ 2 triệu bảng vì giữa chân sút này và Inter vẫn còn đến 3 năm hợp đồng. Raheem Sterling là người sớm giúp Man City có bàn mở tỷ số ngay tại Emirates. Thời gian còn lại, đội khách dù chiếm quyền kiểm soát bóng nhưng không thể có thêm bàn thắng thứ hai. Trong khi đó, Arsenal dù nỗ lực tấn công nhưng chỉ tung ra được một cú sút trúng đích. Toàn đội đã phải chịu đựng khi Arsenal có bóng. Họ phản công với tất cả cầu thủ họ có vào phía sau tuyến giữa của chúng tôi với Martin Odegaard và đặc biệt là Bukayo Saka, một đối thủ khó chơi thực sự. Họ có sức trẻ đáng kinh ngạc, những cầu thủ tài năng. Vì vậy tôi nhìn thấy một tương lai tươi sáng của Arsenal. Và tôi nghĩ nếu họ có thể chiêu mộ một vài cầu thủ ở một vài vị trí, họ sẽ có một bước tiến đáng kinh ngạc. Vì vậy, họ là một đội mà tất cả các đối thủ đều phải chịu đựng rất nhiều khi đối đầu. Họ rất hùng hăng, với lối chơi pressing 1-1. Họ di chuyển rất tốt xung quanh các tiền vệ và tốc độ từ hai bên. Huấn luyện Pep Guardiola nhận định sau trận đấu: thật khó để đối đầu với Arsenal và Mikel Arteta. Anh ấy biết các cầu thủ của chúng tôi quá rõ. Thật không dễ dàng để chơi. Chúng tôi đã phải thật bình tĩnh và thông minh. Đây là một trận đấu hay. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.